Chào quý vị các bạn nha. Hôm trước thì có ấy, nó thay bị hỏng cuộn dây, thì hôm nay thì chúng tôi sẽ tiến trình làm việc với nó, bởi vì là cái này bây giờ rút lên các bạn thấy đen không, đen thui đi đấy, thì như vậy chúng ta phải thay trục bạc luôn. Trước khi thay trục bạc chúng ta phải tháo hết để lấy ra. Đấy. Cần tháo, cái này không cần tháo đâu. Đây, chúng ta phải cải nó ra để nghi mà nó đấy, bạn thấy không, cái này chúng ta rút ra. Đóng này, bạn đóng đơn giản thôi, để tôi chỉnh nha. Đấy, chỉnh thế mà đóng này, đóng cho nó ra. Đơn giản các bạn cứ đóng nó ra thoải mái, nó ra này. Còn cái này chúng ta lấy, còn cái này vứt đi. Bây giờ chúng ta điều chỉnh cái này. Đây không biết kìm đâu nhỉ, kìm đâu. Xin lỗi nha, nói lung tung, treo vô đấy. Đấy, chúng ta vặn vẹo như thế. Nói chung là chúng ta bây giờ rồi, bây giờ chúng ta có thể ấy, chúng ta có thể cởi nó xuống rồi đấy. Đây trục quạt đây, tìm cái ống đâu. Hôm nay chúng ta đóng để xem sao xuống. Rồi. Như vậy được đấy. Còn chúng ta phải lấy ít ít đấy. Đấy, bây giờ trục này thì chúng ta phải tiến hành gạt ra. Chùi cái này, lấy cái gì chùi. Cái này bẩn quá. Ừ.
Rồi chúng ta bây giờ bỏ dầu vào và đóng. Rồi, ta bỏ vào. Ánh sáng nhiều quá nhỉ, thôi được chúng ta phải lui ra đây, không có ánh sáng nhiều quá nó đen nó tối, thôi được không ăn gì ạ. Ánh sáng bởi vì nó ấy nó sáng quá nó gắt. Thôi thì như vậy là được rồi, còn cái này thì chúng ta phải tiến hành lấy cuộn 46 nhỉ. Thì à giờ chúng ta bỏ vào đấy 4 tháo thì chúng ta cuộn này cuộn 46 nhá. Bây giờ chúng ta làm mau, không cần bởi vì có công việc.
Đây nha, chúng ta tiến hành cái này nha. Chúng ta bây giờ để xoay cái này xem thử. Chặt quá. Chặt quá, chặt quá, chặt quá. Chặt quá, chặt đi. Cho nó lỏng ra. Rồi. Thôi được, thì đó hồi này chúng ta xử lý sao? Bây giờ chúng ta tiến hành xử lý cái này ạ. Để lấy nhựa thông ạ. Đây nha. Chúng ta tiến hành bây giờ hôm nay công việc này nhiều cho nên tôi không quay kịp. Tôi chỉ có quay cái này thôi. Bởi vì những cái khác cái khác tivi nhiều tôi không quay bởi vì đấy, có khách khách họ ngồi đấy quay nó khó chịu quá, nó gây cho họ khó chịu, nói chuyện nói không được. Đây vô thì con nhà con nhà rồi còn tụ nữa, tụ hồng nữa.
Chúng ta tiếp tục quản quản khi nào nó trong thôi. Rồi. Ba ngôi đó là cái cho trữ rồi. Ba cái tiền nghe đó. Nào. Lấy cái quạt này lên lấy lại cạn cho lơm đi chứ cùng cùng đi chơi một tí. Ừ, rồi mà gắn. Là nước tin nó rồi. Bao nhiêu hả? Chắc ba nuôi đó hay là cậu cậu uống cả ba nè uống 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 chậm nhá có là uống ấy để uống nuôi lừa để uống chậm chữ ba đấy. Ừ. Đó đó, tỉnh tỉnh và tỉnh mỹ phạt này. Khô khô. Thì khô. Ra trường nó khô.
nếu bo đó là thì bo ta chịu đó. Tóm lại là nó giống như con nó sẵn được con nào kể từ khi con đang nhỏ cho đến khi con trưởng thành, từ khi con nghịch dại cho đến nghịch khốn, ngay cái độ mẹ nổi đi chung sổ với lại thông cảm với lá với đỏ kia cho mình chưa giờ biết anh nghịch. Đó là nó ra trường quá. Là họ thành phụ huynh rồi cái mẫu mẹ luôn thầy bố nó mẫu mẹ đi cửa như là cửa sạch nó cháu nó biết cửa ngái là thiệt. Là tính được là mình định hướng đó là nó tha ra trường thì tính được cái mà việc nàng chính là con chỉ dẫn chi tơ hoặc là vay cho con vay tiền là con mình một cái sự nghiệp cái đó là mẹ luôn. À mặc kệ không dẫn bạn không có dài nó phải dài. Rồi ba bắt rồi đó. Cái học tiền giá lại là có lẽ ba khuyết tay của ba đấy tiền nó có rồi. Này rất là ba vất vả. Rồi đó.